Cà phê từ rất lâu đã trở thành thức uống rất quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam. Các đôi trai gái lần đầu hẹn hò, đối tác gặp gỡ nhau, các buổi giao lưu hay họp mặt, tất cả đều có thể diễn ra tại quán cà phê. Các quán cà phê, các công ty sản xuất cà phê cũng theo đó xuất hiện như nấm sau mưa. Nhưng việc xây dựng và khẳng định giá trị thương hiệu cà phê Việt ngay chính tại sân nhà không phải là điều dễ dàng trong bối cảnh hiện nay. Sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi lớn của nước ngoài như The Coffee Bean and Tea Leaf, Gloria Jean's Coffee, đặc biệt là thương hiệu cà phê khổng lồ Starbucks đã tạo một cú hích cho các doanh nghiệp cà phê trong nước có cơ hội tập trung hơn vào thị trường nội địa. Cũng chính nhờ những cái hệ thống cà phê của nước ngoài này mà các doanh nghiệp như chúng tôi đã hưởng ứng cái xu hướng về cà phê thật. Nếu uống cà phê thật, sau một thời gian chắc chắn quý vị sẽ cảm nhận cà phê rất có giá trị và rất đảm bảo về an toàn sức khỏe. Cách đây 3 năm cho đến nay thì bên mình chủ yếu là xuất khẩu sang nước ngoài và cụ thể là thị trường Nhật. Còn 2 năm gần đây thì mình muốn quay trở lại thị trường Việt Nam để mà giới thiệu cho khách hàng ở Việt Nam cái gu cà phê nguyên chất. Theo nhận định của một số chuyên gia và những người trong ngành, thị trường ẩm thực của Việt Nam còn rất lớn. Đó là lý do khiến cho các thương hiệu cà phê nội và ngoại đều đang có chiến lược mở rộng. Nhưng hai phân khúc nội-ngoại đang chia ra khá rõ nét. Thương hiệu ngoại với mức giá bán cao hơn đang hướng đến khách hàng có thu nhập khá, trong khi thương hiệu nội với giá bán rẻ hơn hướng đến khách có thu nhập trung bình. Thứ nhất, mình có thế mạnh là nguồn nguyên liệu tại trong nước, phải không? Thì giá thành mình sẽ rẻ hơn của người nước ngoài. Một thứ hai nữa đó là mình am hiểu cái sở thích của người Việt mình hơn. Cái thứ ba nữa là do mình làm trong nước, giá thành nó sẽ rẻ hơn, bán chắc chắn nó sẽ ít cạnh tranh hơn so với nước ngoài. Hàng loạt các hội chợ, lễ hội được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu các thương hiệu cà phê Việt đến người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích, kêu gọi người Việt dùng hàng Việt. Nhưng để có thể chinh phục và giữ chân được người tiêu dùng, thì tiêu chí hàng đầu vẫn phải là chất lượng của sản phẩm. Quan tâm nhiều tới cái chất lượng cũng như tính truy nguyên nguồn gốc để giữ vững được cái vị trí của thương hiệu Việt Nam thì mình phải có những cái bước đi chậm nhưng mà chắc, cần bám sát vào cái gu của người Việt Nam để mà tạo một cái sự trung thành đối với khách hàng Việt Nam. Trong những doanh nghiệp cà phê Việt Nam, trong không phân biệt là trồng cà phê hay là chế biến cà phê hay là xuất khẩu cà phê, thì cái doanh nghiệp nào là hiệp hội coi là một cái doanh nghiệp mà đủ uy tín để có thể là đóng vai trò lớn trong hiệp hội của anh? Nếu mà tính về chế biến và sản xuất thì sản xuất đây tôi muốn nói là có tham gia một cách gián tiếp đối với sản xuất thì có hai đơn vị đứng đầu trong ngành. Một là Tổng Công ty Cà phê Việt Nam. Cái này của quốc doanh hả? Của quốc doanh. Vâng. Thì bây giờ là cái đó thì cũng đang tiến hành cổ phần hóa. Vâng. Và những cái một phần của họ thì đã cổ phần hóa rồi. Ví dụ như Vina Cà phê Biên Hòa chẳng hạn. Vâng. Thì đấy là nhà máy chế biến cà phê mà cái thương hiệu Vina Cà phê nó thuộc của tổng công ty. Vâng. Thế thì cái đó bây giờ là cổ phần bán cho Visan, rồi bán cho các cái nơi hết rồi. Vâng. Thế còn cái nơi mà làm tốt chế biến và làm thương hiệu thì phải nói là ở Trung Nguyên. Sau đó thì đến một số những các doanh nghiệp mà mới nổi lên như thể Mê Trang, như thể Phương Vi. Còn đối với nếu mà nói về mặt xuất khẩu đơn thuần và chế biến cà phê nhân ấy, thì bây giờ là nổi trội là Intimex. Vâng. Cái đó cũng là một cái doanh nghiệp của nhà nước. Vâng, đấy cũng là doanh nghiệp, bây giờ đấy là tư nhân. Thế nhưng mà còn có một doanh nghiệp của nhà nước mà cũng có cái thương hiệu quốc gia, đó là công ty mùng 2 tháng 9 ở trên Đắk Lắk. Vâng. Đây là một cái doanh nghiệp mà có cái thương hiệu của doanh nghiệp. Nhưng mà doanh nghiệp này chủ yếu là xuất khẩu cà phê nhân và có tham gia trồng ở một số vùng. Vâng. Trong khi mình mà xuất khẩu như vậy và với cái mà tổ chức thương mại thế giới và những hiệp định thương mại tự do sắp tới đây này kia vân vân, rồi cái cộng đồng mà ASEAN 2015 thì cái vấn đề mà exchange nó trao đổi đó có nghĩa là mình
dù mình là cái nước xuất khẩu cà phê số 2 thế giới, nhưng mà mình nó cũng có một số cái nhu cầu mình mà nhập cà phê của những nước khác không anh? Mình có cái sự cái đó không ạ? Hiện nay mà nói thì nếu mà chế biến cà phê Việt Nam ấy thì bao giờ cũng thế, thì nó phải có pha giữa Arabica và Robusta. Thế hiện nay Việt Nam là Arabica thì nó chỉ độ chiếm 5-6% thôi. Vâng. Thế còn lại là Robusta. Cho mình nhập. Cho nên là nếu như mà tăng cái chế biến ở Việt Nam thì mình phải cho nhập thêm Arabica vào. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là đôi khi cũng do cái nhu cầu buôn bán cho nên là các doanh nghiệp thì người ta vẫn bán và vẫn mua của các cái nước khác. Nhưng mà trong cái cuộc chơi này thì có một cái điều hiện nay mà nói Hiệp hội đã kiến nghị với Bộ và Thủ tướng, và Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành trong đàm phán. Tức là tất cả những cái nước tiêu thụ cà phê thì họ coi cà phê nhân của chúng ta là nguyên liệu, cho nên thuế nhập khẩu thì bằng 0%. 0%. Nhưng mà họ lại bảo hộ cái phần chế biến của họ, cho nên họ đánh thuế rất cao. Ví dụ như Đức mà nếu một cân cà phê rang thì người ta đánh excise tax, thuế tiêu thụ đặc biệt đấy, là 2 euro một cân. Rồi hoặc là cà phê mà hòa tan hoặc rang mà vào Nhật ấy thì thuế đến 16%. Nếu mà chế biến là cái thuế cao. Là thuế cao, cho nên bây giờ là chúng tôi đã kiến nghị với chính phủ, và chính phủ đã đề nghị với các cái đoàn đàm phán các hiệp định mà thương mại tự do mới này là yêu cầu là phải mở cửa thị trường chế biến cho cà phê Việt Nam. Thì như thế thì mình chế biến mình xuất khẩu được. Hy vọng là trong những cái hiệp định thương mại tới đây á, thì TPP hay là những cái hiệp định là FTA mới á, thì chúng ta cũng sẽ hưởng được cái thuế suất là 0%. Và đương nhiên là người ta mình nhập vào thì mình cũng đánh thuế như vậy. Mình đánh thuế là 0% cho người ta thì trao đổi qua lại phải không anh? Thì là tôi thấy là trước đây tôi có một cái trao đổi với anh Đặng Lê Nguyên Vũ là tổng giám đốc chủ tịch của Trung Nguyên mà anh nói đó. Thì anh Vũ có nói một cái ý mà bây giờ tôi còn nhớ, có nghĩa là cái ý này của ảnh thôi. Đó là năm 2015 thì ảnh muốn là tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh của những nước xuất khẩu cà phê, giống như là để hình thành một tổ chức thế giới giống như là OPEC trong dầu hỏa vậy. Thì không biết cái ý định này hiện nay ảnh có bàn với trong hiệp hội và ảnh có tiếp tục không anh? Thực chất mà nói thì những năm 90 thì thế giới phân thành hai. Một là những các cái nước tiêu thụ là ở một cái khối, và thứ hai nữa là cái nước xuất khẩu. Thế thì lúc đó là thế giới áp dụng hạn ngạch cà phê cho toàn thế giới. Nhưng mà đến năm sau đó thì đến năm 93 thì bắt đầu bỏ. Năm 93 bỏ thì đến năm 2000 là khi mà giá cà phê thế giới nó khủng hoảng. Thế thì các nước xuất khẩu thì muốn lập lại cái đó, nhưng mà cái việc đó nó không thành công. Thế còn cái ý định của anh Vũ thì nói như thế nhưng mà cũng không đơn giản. Là vì tôi tham gia trong ICO, tôi biết rồi, ICO nó có hai bên. Một là thành viên là những nước xuất sản xuất cà phê, còn hai nữa là một bên là thành viên những các cái nước tiêu thụ cà phê. Thế và cứ luân phiên, năm nay thì bên này làm chủ tịch, sang năm bên kia làm chủ tịch. Mà đây là vấn đề chia sẻ lợi ích như thế nào đó để mà phát triển cho ngành cà phê là một câu chuyện cả thế giới hiện nay nó đang là phức tạp. Như vậy là nếu mà một cái mô hình như là OPEC đó anh, thì là đó là hiệp hội của những nước xuất khẩu cà phê, chứ không phải tiêu thụ. Vâng. Thì là liệu nếu bây giờ chưa có thì liệu trong cái thời tương lai á thì mình có nghĩ tới cái đó và không, cái mô hình đó, cái tổ chức đó không anh? Thực ra mà nói thì cà phê hiện nay mà nói cái dung lượng thị trường ấy, thì nó đứng thứ hai thế giới về hàng hóa sau dầu thô. Thế nhưng mà trong cái thị trường cà phê thì nó lại là cà phê mua bán thật nó có 2%, còn lại 98% là mua bán giấy tờ ở trên sàn London với New York và các cái sàn của các nước. Thế cho nên là cái dung lượng của nó là lớn, là nó do cái lý do đó. Thế còn bây giờ mà có lập ra được hay không thì tôi nghĩ là những cái nước sản xuất cà phê thì muốn liên kết để bảo vệ quyền lợi mình. Thực ra mà nói trong cái chuỗi giá trị cà phê thì cà phê nhân ấy chỉ được có 1/20. Tôi lấy ví dụ như thế, năm 2012 theo số liệu của ICO ấy, là xuất khẩu cà phê nhân toàn thế giới là 12,6 tỷ đô la Mỹ trên tổng cái chuỗi giá trị là 485 tỷ đô la Mỹ.
của cà phê. Vâng, của cà phê toàn cầu. Thế nhưng mà bây giờ làm sao đó để điều chỉnh lại cái này thì không phải đơn giản. Để trong ICO cũng bàn rất nhiều lần, làm sao đó đề nghị là để nâng cái lợi ích của cái nước trồng đây mà những người trồng cà phê, vì những người này là bị thiệt thòi nhất trong cái chuỗi giá trị cà phê toàn cầu.